Các bạn là sau một thời gian mình không có làm video hướng dẫn các bạn do bận một số công việc nhưng mà mình không có ra video thường xuyên được, thì để đáp lại mong đợi của bạn thì có một số bạn hỏi mình cách chia lẻ ổ điểm home món dữ liệu. Thì sẵn tiện thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho bạn cách chia lẻ ổ đĩa với cái phần mềm Mini Partition Ingest Boost Keyboard bằng USB. Thì trước đó cái phần mềm này thì nó từ phiên bản 9.1 là phiên bản cuối cùng miễn phí rồi, còn cái phiên bản từ phiên bản này hiện tại là phiên bản 10.2, nhưng mà phiên bản này là bắt đầu là trả phí rồi, không có rẻ đâu bạn. Và mấy đồ thì mình hôm nay mình sẽ làm với cái video là phiên bản 9.1 thì nó vẫn hỗ trợ tốt trên cho Windows 10 ha. Thì tại như thế nào thì mình có làm một cái list đây cho các bạn ha. Thì đây là hướng dẫn, thì mình sẽ để cái làm thế nào để tạo một cái debug chính bằng USB thì mình sẽ để sụt ở trong video này. Rồi những cái video trước đó thì mình có làm về cách mà khâu dữ liệu hoặc là convert hoặc là di chuyển hệ điều hành thì cũng bằng này luôn. Còn chỉ riêng cái phần mà cái này thì ngày xưa lâu rồi, cái channel này là cũng của mình luôn ha. Cái channel này lúc mình làm lúc năm 2011 thì thời đó cái là mình sử dụng cái phần mềm này rất là lâu rồi nhưng mà nó rất là hữu ích, nhưng mà mình có làm lúc đó mình làm trên Windows nhưng mà trong môi trường Windows thì nó chạy không có được tốt cho lắm nên sau này mình không sử dụng nữa ha. Thì không may ví dụ như mình đang chia mà lúc nó khởi động lại nó bị lỗi gì là xong luôn, chết hệ điều hành luôn nên mà mình không sử dụng nữa. Nên mà sau này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chia trên trong môi trường Dot ha. Thì các bạn nếu các bạn muốn bạn vào cái chân định sửa thì mình vào cái phần playlist thì bạn sẽ nhìn thấy cái list này ha. Cái list này mình mới cập nhật lại cho các bạn, thì trong đây nó sẽ có hướng dẫn, bạn xem đây có hướng dẫn đầy đủ hết ha. Thì làm cách nào để di chuyển hệ điều hành chẳng hạn này, hoặc là tạo hoặc thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn lại chia lại cái ổ cứng cho không làm mất mất quan trọng nhất là không làm mất dữ liệu hoặc thì mình áp dụng ví dụ như cái ổ C của mình đây, giờ mình muốn kéo cho nó rộng ra thì bắt đầu mình làm thôi, bắt tay vào ha. Thì mình dùng cái USB boot, thì cái USB này trước đó mình đã tạo làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách tạo ha. Thì mình hôm nay mình lấy ví dụ đây là cái ổ C của mình nó đầy chẳng hạn, thì mình muốn kéo cho nó giãn ra nhưng mà thì hôm nay ổ C mình sử dụng hết thì mình lấy ví dụ các bạn là mình sẽ kéo cho nó gần lại ha. Hiện tại là 100 GB mình sẽ kéo xuống còn 800 GB ha. Thì mình vô mình khởi động lại cái máy ha. Thì mình ghim cái cổng USB này vô ha, vô cái cổng của một cái máy. Ngoài ra các bạn còn có thể là thiết lập BIOS, thì sẵn thì mình hướng dẫn các bạn cái thiết lập BIOS luôn. Đeo hoặc hai vô BIOS. Vô BIOS mình rồi vô cái option chuyển BIOS rồi ha. Thì sang cái phần media boot ấy, thì giờ nó là đang là boot bằng cái ổ này, giờ mình chuyển cho nó sang cái ổ này luôn, boot bằng ổ này ha, boot luôn, khỏi cần chọn, mình enter là enter di chuyển nó lên này. Thì mình đi thì mình, ví dụ giờ mình vô chọn, mình chọn nó là cái boot đầu tiên, ok, xong bấm F10 để lưu lại. Rồi nó khởi động boot ha. Rồi ok. Thì cái menu boot này thì bạn bấm enter để tiếp tục nè. Rồi nó hỏi bấm cái nút enter nữa ha. Thì tùy từng dòng mainboard mà nó có thiết lập BIOS khác nhau, nhưng mà thường thường thì bây giờ mấy cái board giờ bấm F2 hoặc nhấn phím đeo là để vô để vào thiết lập BIOS ha.
Nó hút thôi. Thì cái phiên bản 9.1 là phiên bản miễn phí cuối cùng mà bên Meditation Inject nó miễn phí cho mình ha. Rồi. Thì đây ví dụ như ổ này là 100 GB, giờ mình kéo về cho nó 800 GB ha. Ví dụ đây. Thì cái ví dụ như các bạn mà nó mà ví dụ mình kéo ổ C rộng ra thì thôi mình kéo ổ C để cho rộng ra cho các bạn biết dễ hiểu. Chẳng hạn như về là đây là ví dụ ổ cứng ổ C đầy ha. Nhưng mà ổ của mình thì chưa đầy, nhưng mà mình lấy làm ví dụ cho bạn. Ổ cũ đang là 100 GB này, ổ này 130. Thì giờ mình ví dụ mình kéo cho nó. Ví dụ như mình di chuyển thì mình kéo ổ C thì mình phải kéo ổ D trước ha. Nên 130 mình kéo về còn 100 112 ha. Ok, xong các bạn bấm chọn apply nè. Chọn yes. Thì cái nhanh hay chậm là do dữ liệu của mình nhiều hay ít nha. Nếu mà dữ liệu của mình nó nhiều á thì lúc mà quá trình copy nó sẽ lâu. Còn những dữ liệu của mình ít thì nó copy rất là nhanh. Nhưng mà do cái máy của mình đây là một cái máy cũ, ổ cứng cũ nên mà nó cũng chắc nó sẽ lâu chứ không nhanh đâu. Rồi các bạn chọn ok ha. Thì sau khi đã di chuyển xong ổ D thì nó sẽ dư một cái giống 21 GB ha. Rồi giờ các bạn chọn với phần vùng C này. Rồi các bạn chọn là mu mu and resize ha. Rồi các bạn đưa cái mũi tên này. Khi nào mà nó được cái mũi tên này thì bạn kéo qua ha. Rồi các bạn chọn ok. Rồi các bạn chọn apply. Vậy rồi các bạn nhấn về là có mình đợi quá trình chuyển đổi dữ liệu xong là hoàn tất rồi. Ok rồi xong, đợi cho nó xong rồi. Ok rồi mình khởi động lại máy, hiện tại là mình đã kéo xong hả, mình lại khởi động lại máy xem máy có lên bình thường không nha. Rồi dữ liệu có mất hay không, ok chọn exit. Rồi mình phải do cái máy này mình phải thiết lập lại bài ốp ha. Mình bấm phím đều do cái máy này thì bấm. Là boot mình chuyển lại cái cho nó giờ là boot là cái ổ bình thường ha. Ok, chấm F10 để lưu lại. Ok, rồi giờ mình đợi xem nó boot vào bên đầu như thế nào ha. Đó, quá trình boot bình thường ha. Thì do cái mình đã nói là cái do cái máy này máy cũ mình ở sử dụng này, sẵn có nhiều bạn hỏi về làm cái chia lại cái phần vùng ổ cứng mà nó không bị mất dữ liệu, thì sẵn mình có làm lại cho các bạn xem ha. Thì nó boot nó hơi lâu, các bạn đợi chút. Ok, máy boot xong và ra sử dụng bình thường ha. Thì mình vào mình kiểm tra xem cái dung lượng ổ cứng ổ C giờ là bao nhiêu. Hồi nãy trước khi mình chia lại thì nó là 100 GB, hiện tại là 122 GB ha. Dữ liệu trong phần vùng D vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì. Rồi, thế là các bạn đã chia ổ cứng thành công ha. Thì các bạn nên tạo ít phần vùng ổ cứng thôi, ví dụ như một ổ phần vùng C chứa hệ điều hành để chứa dữ liệu được rồi. Chứ cái mình thấy có nhiều người chia nhiều thành phần vùng thì khó quản lý ha. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình thì đừng quên like hoặc ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới trong tương lai. Chào các bạn.